Rồi, báo lại cho mình lỗi gì nhỉ? Vứt đèn đỏ không nhỉ? Bạn tôi sang bên Lê Hoài Vũ 139775 đúng không? Lập cho mình phiên bản. Anh đi xe không được đường. Thôi bạn cứ lập đi, xong rồi có gì cầm lên mình ký. Bạn gì Lê Hoài Vũ, bạn giữ giấy tờ mình rồi nhé. Ừ, thì bạn cứ lập biên bản đi, xong rồi mang lên mình ký. Không không, tôi không yêu cả, tôi nghe thôi. Đây là ngã tư Hàng Chuyến. Các bạn cứ lập đi, xong rồi mang đây tôi ký. Mời bạn sang bốt để chúng tôi làm việc. Tôi không đi đâu cả. Đấy là việc của anh nhé. Chúng tôi mời bạn đi làm. Mời đi mà tôi không đi. Còn tôi biết các anh cứ giữ đấy cả của tôi. Hai đồng chí cảnh sát giao thông đội 1 nhá. Đi rồi nhá. Cầm giấy tờ tôi đi, không lập biên bản nhá. Các anh dừng xe của tôi ở điểm này thì các anh phải lập biên bản ngay tại điểm này. Đây là tại cái các anh có học luật giao thông, có học luật giao thông đường bộ không? Ngã tư nhá, ngã tư nơi lập nút giao thông, chúng tôi mời anh về đấy để làm việc nhá anh nhá. Tôi chỉ biết là các anh lập giữ xe tôi ở đây, các anh đây lập biên bản. Đây là tại ngã tư nhá anh nhá. Thì các anh cứ lập biên bản đi, xong cầm ra đây cho tôi để tôi ký. Tôi phải cầm, tôi mời anh về làm việc, anh không mời thì ông về thì thôi. Tôi không về. Tôi mời về làm việc của anh thôi. Các ông cứ cầm biên bản nhé, cầm giấy tờ nhá. Mai đang tố cáo để đừng kêu, đừng xin nhá.